Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền một giờ của mình ạ. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một con app ha, giúp các bạn kiếm tiền ha trong cái đợt dịch này ha. Thì con app này tên là con app Đi Mua Đi ha. Đó. Thì đường link đăng ký và tải app thì mình sẽ để dưới phần video mô tả ha, để các bạn bấm vào dưới đó để bạn tải cái ứng dụng Đi Mua Đi này về ha. Thì đây là một con app bán hàng online ha của AxisJ Việt Nam ha. Đó. Thì con app này các bạn có thể kiếm thu nhập từ 10 đến 15 triệu một tháng ha. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiếm tiền từ cái ứng dụng DiMoDi này ha. Đó. Thì trước khi hướng dẫn cho các bạn thì mình sẽ đi nói sơ qua về cái con app này ha. Thì DiMoDi ha là một sàn bán hàng dành cho hàng triệu cộng tác viên ha. Đó. Thì nó đã liên kết với một số cái thương hiệu nổi tiếng ha. Đi mua đi ha, nguồn cung cấp chính cho hàng triệu cộng tác viên bán hàng ha. Đó thì nó cung cấp toàn bộ thông tin về sản phẩm nè, hình ảnh là nội dung mà mẫu để cộng tác viên dễ dàng đẩy số ha. Đó thì mức hoa hồng hấp dẫn từ hàng nghìn sản phẩm ha, cập nhật tình trạng đơn hàng và hoa hồng thường xuyên ha. Đó kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất thương hiệu đến người tiêu dùng, sản phẩm chính hàng uy tín ha. Rồi Đi Mua Đi sẽ giúp bạn khởi nghiệp thành công với chi phí từ 0 đồng ha. Đó chỉ với 4 bước để bắt đầu bán hàng với Đi Mua Đi nè. Đó, thì đầu tiên bạn đăng nhập vào ứng dụng Đi Mua Đi ha bằng tài khoản Baptister của AxisJ. Thì bạn nào có tài khoản AxisJ thì đăng nhập bằng tài khoản AxisJ ha, hoặc các bạn có thể đăng ký bằng tài khoản email ha sau khi bạn tải ứng dụng về ha. Đó. Bước 2 là chọn sản phẩm và thực hiện chia sẻ ha. Hệ thống sẽ tự động copy sao chép lại. Bạn sẽ lựa chọn kênh mà bạn muốn giới thiệu sản phẩm như là Facebook cá nhân, fanpage, Zalo và dán nội dung vào phần mô tả ha. Rồi, và bước 3 là đơn hàng được ghi nhận sau 1 đến 2 phút, hãy cập nhật thông báo để theo dõi đơn hàng mỗi ngày ha. Đó. Bước 4 là bạn sẽ nhận hoa hồng và rút tiền về tài khoản khi đủ hạn mức ha. Đó thì các bạn có thể lên Google ha, để search cái tìm kiếm ha, về cái ứng dụng Đi Mua Đi này ha để tìm hiểu thêm ha. Rồi, thì sau khi mà bạn tải cái ứng dụng này về máy thì bạn mở cái ứng dụng Đi Mua Đi này lên cho mình ha. Rồi, thì ở đây nó sẽ yêu cầu là bạn đăng nhập mà qua tài khoản AxisJ ha, của bên thứ ba ha, hoặc là bạn đăng nhập bằng tài khoản Google là tài khoản email của bạn ha. Đó. Thì bạn nào chưa có tài khoản AxisJ thì có thể đăng nhập bằng tài khoản Google ha. Thì ở đây là mình sẽ đăng nhập cái bằng tài khoản AxisJ của mình ha. Rồi thì các bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Google là bằng tài khoản email của bạn ha, cũng được ha. Rồi thì sau khi mà bạn đăng nhập vào thì ở đây nó có những cái bước ha, bán hàng ha, các bạn có thể vào đây các bạn đọc ha, thêm cho mình những cái thông tin trong này ha. Đó. Đó thì hiện tại nó đang có cái sự kiện nè, săn vàng đón Tết nè ha. Đó. Đó thì sau khi bạn đăng nhập vào ha, vào app thì nó sẽ có cái giao diện như thế này ha. Thì các bạn sẽ lướt xuống đây ha. Ở đây nó có rất là nhiều những cái chuyên mục ha để các bạn tham gia, để các bạn bán hàng ha. Đó. Thì các bạn có thể chọn những cái sản phẩm bất kỳ ha để các bạn đăng những cái sản phẩm này lên những cái trang cá nhân của mình ha, như là Facebook ha, Zalo hoặc là những cái trang mạng xã hội để các bạn bán hàng, để bạn nhận hoa hồng ha. Đó. Đó. Đó thì ở đây thì mình sẽ chọn một cái sản phẩm bất kỳ ha. Đó. Thì ở đây nó sẽ hiển thị ra những top những cái sản phẩm bán chạy nè. Đó. Đó. Thì mình giả sử như mình bán cái chảo Xuân Hao này đi ha. Đó. Thì giá của nó hiện tại nó bán là 326.000 đồng ha. Thì khi mà bạn bán ha, được á, thì bạn sẽ nhận được hoa hồng là 45.640 đồng ha. Còn cái link ở dưới là cái phần link bán hàng này, bạn có thể copy này, cái link bán hàng này bạn có thể đi chia sẻ ha. Đó. Đó thì để đăng cái bán những sản phẩm này ha thì mình sẽ đó thì để đăng bán cái sản phẩm này ha thì bạn bấm cho mình cái phần là đăng bán ở bên này, bên bên góc bên phải màn hình nè.
Đó thì bạn copy cái nội dung này lại ha, đó. Sau đó bạn chia sẻ lên những cái trang xã hội ha, như là Facebook ha, Zalo của mình ha. Đó thì ở đây nó yêu cầu bạn muốn đăng cái sản phẩm này lên đâu thì mình sẽ đăng lên ha. Ví dụ mình muốn đăng Facebook thì bạn bấm phần đăng Facebook ha. Đó. Hoặc là Zalo ha. Hoặc TikTok cũng được ha. Đó, ở đây trong này nó sẽ hiển thị ra những cái thông tin của sản phẩm là chi rất là chi tiết ha, như là hình ảnh ha. Đó. Về cái đường link ha, bạn giới thiệu nè. Ha, thì bạn copy cái link này giới thiệu cho bạn bè ha, hoặc là đăng cái sản phẩm này lên những trang mạng xã hội ha. Đó. Đó, ở trong này có khá là nhiều cái để sản phẩm để bạn chọn để bạn đăng bán ha. Đó. Thì có rất là nhiều sản phẩm thì bạn có thể chọn cái sản phẩm nào ha mà bạn thấy mà bạn bán được thì bạn có thể bạn đăng bạn bán ha. Đó. Đó thì sau khi mà bạn đăng bạn bán ha xong thì bạn vô cái phần là hoa hồng của mình nè ha. Đó. Thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cái số tiền hoa hồng mà bạn nhận được ha. Ví dụ như khi mà bạn bán được á thì nó sẽ hiển thị ra mức hoa hồng ở đây ha. Đó. Trong cái phần này ha. Như hoa hồng tạm duyệt nè. Hoa hồng doanh thu tạm duyệt nè và đơn hàng tạm duyệt ha. Đó, thì đơn hàng tạm duyệt thì nó sẽ nằm trong cái phần là đơn hàng nè. Đó. Đó, thì sau khi mà người ta mua hàng á, đó, thì bạn sẽ nhận được cái hoa hồng ở trên này ha. Nó sẽ hiện tại đây. Đó. Rồi, còn cái mục là đi mua đi nè ha. Trong cái mục này thì các bạn có thể đi giới thiệu một số cái chương trình ha để các bạn kiếm thêm thu nhập ha. Như là các bạn mời bạn bè ha. Tải ứng dụng nè, đó. Đó, thì ở đây có rất là nhiều cái ứng dụng để các bạn mời bạn bè để kiếm tiền ha, như là ứng dụng Kết nè, ứng dụng TNS nè, VNPay nè ha, mời bạn bè tải app đi mua đi nè ha, thu nhập không giới hạn, ha. Đó, thì ở đây mình sẽ bấm vô phần là mời bạn bè tải app đi mua đi nè ha. Khi mà và người mà được bạn giới thiệu á tải ứng dụng Nimodi và đăng ký thành công lần đầu tiên thì sẽ nhận được 1.000 đồng ha. Đó. Khi mà người được bạn giới thiệu là phát sinh đơn hàng thành công đầu tiên tại Nimodi á thì và bạn sẽ được nhận lên 30.000 nè ha. Và khi người được bạn giới thiệu tiếp tục phát sinh đơn hàng thành công ha tại Nimodi trong vòng 12 tháng thì bạn sẽ nhận cho mình là 15% doanh thu ha. Rồi, thì bạn có thể nhận mình lên đến khoảng 3 triệu ha. Đó. Đó, để giới thiệu bạn bè bạn bấm phần tạo link chia sẻ nè. Đó, sau đó bạn có thể chia sẻ cái đường link này ha cho bạn bè người thân ha, tham gia đăng ký ha, kiếm tiền trên cái ứng dụng Dimodi này ha, hoặc bạn có thể sao chép cái mã QR code này ha để gửi cho bạn bè người thân tham gia tải app ứng dụng ha. Rồi thì để rút tiền thì các bạn vô cho mình cái phần là tài khoản nè. Đó. Thì bạn sẽ cập nhật cho mình cái những cái thông tin trong này ha, như thông tin tài khoản nè. Đó. Thì mình sẽ điền cái số tài khoản ngân hàng của mình vào đây ha. Chi nhánh nè. Và tên chủ tài khoản của mình ha để mình rút tiền ha. Đó, thì ở đây là mình đã cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng rồi. Đó. Sau khi mà bạn điền xong bạn bấm cho mình cái phần hoàn thành ha. Thì ngoài ra thì bạn có thể cập nhật những thông tin về tài khoản của bạn ha. Đó, bạn có thể tham gia vào cộng đồng Dimodi nè ha. Đó, và các bạn có thể vào đây thêm tham khảo thêm một số cái chính sách bán hàng ha. Đó. Thông tin liên hệ nè, những cột số câu hỏi thường gặp nè. Đó. Đó. Thì hiện tại có app Dimodi này thuộc công ty cổ phần thương mại và dịch vụ D2C ha, Việt Nam ha. Địa chỉ là tầng 7 số 97 chấm số 97 99 nè, Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội nè ha. Thông tin hotline nè, địa chỉ email nè ha. Thông tin mã số thuế ha, công ty ha. Đó.
Thì khi mà bạn đủ min rút ha là 200k thì bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng của mình ha. Đó. Thì cái ứng dụng này các bạn có thể kiếm tiền bằng cách là bán những cái hàng hóa trên này ha, để bạn nhận hoa hồng ha. Đó. Ở đây có rất là nhiều sản phẩm để các bạn bán ha. Thì bạn có thể kiếm tiền thụ động tại nhà ha, với mức tiền lên đến là 10 đến 15 triệu ha. Hoặc các bạn nếu mà các bạn bán được hàng thì các bạn có thể kiếm được nhiều hơn tiền hơn ha. Rồi thì các bạn có thể vào app các bạn theo dõi thêm một số thông tin ha của ứng dụng này ha. Đó. Rồi thì cái video của mình hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền từ cái ứng dụng app đi mua đi ha. Đến đây là kết thúc ha. Đó, thì bạn nào thấy video mình hay và bổ ích cho mình nút like và đăng ký kênh ha. Và nhớ bật chuông thông báo để mình sớm cập nhật ra những nội dung kiếm tiền từ mình ha. Rồi mình chúc các bạn kiếm thật nhiều tiền ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ.